Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Ly kỳ giải thoại hồn ma trinh nữ trên núi Chứa Chan. Ở lưng chừng núi Chứa Chan, Đồng Nai có ngôi miếu nhỏ gọi là miếu Cô Mai, được dựng bằng tôn và xi măng. Ở đây có lưu truyền câu chuyện về một ngôi miếu cầu tài và giai thoại về một hồn ma trinh nữ. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Cùng Lịch Ngày Tốt đi tìm lời giải ngày sau đây nhé! Địa danh núi Chứa Chan và câu chuyện về miếu bà công chúa. Núi Chứa Chan nằm trên địa phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Núi còn có tên gọi khác là núi Gia Tào, núi Gia Dây hay đỉnh miệng rồng. Có một truyền thuyết giải thích tên núi Chứa Chan như sau. Vào thế kỷ 17, có một vị quan người Việt là Việt Hùng, trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở trên miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh. Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua Khmer ép làm vợ lẽ, mặc dầu biết bà đang mang thai. Sau đó bà sinh được một cô con gái đặt tên là Mai Khanh. 18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cùng với một người nô bộc của mình, cô quyết định đi tìm cha. Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng và họ quyết định bỏ trốn. Hai cha con bị người Khmer truy đuổi gắt gao. Trong lúc hoảng loạn, cả ba người đã gieo mình tự vẫn ở ngọn núi này. Người dân ở đây đã lập miếu thờ ba người, hiện nay trong chùa có ba tượng được mọi người gọi là ông Vàng, cô Bạc và cậu Trì để chỉ ba người này. Biết được câu chuyện thương tâm đó, người dân ở đây đặt tên cho ngọn núi này là núi Chứa Chan để nói lên tình cảm chan chứa của gia đình họ. Trên núi, ngoài chùa Bửu Quang còn có nhiều đền miếu thờ các thần thánh. Ngọn núi này ẩn chứa nhiều câu chuyện linh thiêng, huyền bí, đặc biệt là câu chuyện về bà công chúa trú ngụ để ban phúc cho thiên hạ. Suốt hàng trăm năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, hàng vạn lượt khách hành hương từ khắp mọi miền đổ xô lên núi khấn bà công chúa để cầu tài xin phước. Người dân địa phương kể lại rằng, tương truyền vùng Gia Dây xưa nay đất đai cằn cỗi, Ngọc Hoàng đại đế thấy vậy liền hạ chiếu chỉ, cử một vị công chúa hạ trần ban phước lành cho vùng đất này. Thấy vùng núi Chứa Chan là nơi tâm linh, huyền bí, lại có miệng rồng ở trên đỉnh núi, là nơi đất trời hòa quyện, nên nàng đã chọn núi Chứa Chan làm nơi hạ phàm. Nhờ được ban phước mà không lâu sau, vùng đất Gia Dây vốn khô cằn, có hưởng mưa gió thuận hòa, cây cối xanh tốt, đất đai trù phú, đời sống của con người cũng vơi bớt những khó khăn, cuộc sống ấm no. Để tạ ơn sự độ trì của vị công chúa con gái Ngọc Hoàng, người dân nơi đây coi công chúa như vị thần hộ mệnh ở vùng đất này và đã lập một ngôi miếu có tên là miếu bà công chúa ở trên núi để bày tỏ lòng biết ơn. Từ bao đời nay, người dân địa phương đều đặn tổ chức những nghi thức tâm linh nhằm ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của công chúa nhà trời. Những nghi thức này thu hút rất đông khách thập phương tìm về để cầu may, giải hạn. Hồn ma trinh nữ, câu chuyện huyền bí thời hiện đại. Chuyện kể rằng, có một cô gái tên Mai đi cùng gia đình lên núi viếng bà công chúa. Đến lưng chừng núi, cô gái không chịu đi nữa. Khi người thân hỏi lý do, cô gái cho biết không cần leo núi nữa, chỉ cần ngồi tại đây, bà công chúa sẽ xuống đón. Nghĩ cô gái leo núi thấm mệt, chỉ cần nghỉ ngơi nên mọi người để cô gái ở lại. Đến chiều, nhóm người trở về thì thấy cô gái ngồi tựa lưng vào tảng đá ngủ nhưng miệng mỉm cười. Họ lay dậy mới biết cô đã chết từ lúc nào. Cái chết cô gái trẻ trên đường đi hành hương trên núi Chứa Chan có lẽ sẽ dần đi vào quên vãng nếu như không có một câu chuyện rất lạ xuất hiện ở đám tang. Đêm tang đầu tiên, mẹ cô gái nằm mộng thấy cô hiện hồn về bảo: "Mẹ đừng buồn, con được bà công chúa đón về cõi trên hầu hạ. Mẹ chỉ cần cầu xin, cứ đến nơi con thoát xác, con sẽ cho." Xong tang lễ, người thân của cô gái trở về nơi cô chết cung bái. Bà mẹ vốn bị bệnh ung thư lâu năm, chỉ cần cầu xin tìm được thầy lang hay chữa trị. Cúng bái xong, bà mẹ cảm thấy trong người có nguồn nội lực rất lạ, rất khỏe khoắn. Ngày hôm sau, bà đi khám bệnh mới biết chứng bệnh ung thư đã không còn nữa. Một số người có mặt trong buổi lễ cúng khi trở về đều trúng số độc đắc.
tin về đám tang cô Mai cũng như chuyện bà mẹ khỏi bệnh ung thư sau khi cầu khấn cô con gái phù hộ, cộng với tin đồn về việc một số người có mặt trong buổi lễ cúng bái tại núi Chứa Chan hôm đó khi về cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, từ đó được người dân mang ra bàn tán, xôn xao. Cũng từ đây, câu chuyện về hồn ma chính nữ rất linh thiêng, buôn bàn phước cho những người thành tâm khẩn cầu được hình thành. Hầu như tất cả những khách hành hương đi viếng bà công chúa đều ghé vào miếu cô Mai cùng áo mão, búp bê và gạo để cầu xin chữa bệnh, xin tài lộc. Nhiều người bị tai biến não nằm liệt một chỗ cũng nhờ người thân cõng đến tận miếu cùng bái cầu xin. Hằng đêm dân mê để đóm thập thò họp mặt quanh miếu cô Mai, bài lễ bàn tán xin số đề, xin may cờ bạc, được lộc buôn bán. Câu chuyện huyền bí mang yếu tố tâm linh. Sự linh thiêng của miếu cô Mai cứ ngày một lan rộng, không chỉ tại địa phương mà lan rộng ra cả địa bàn lân cận, khiến cho cả những khách thập phương cũng biết tới câu chuyện này và tìm đến cúng bái ngày một đông, khói hương nghi ngút suốt ngày đêm. Người dân làm nghề buôn bán trên núi Chứa Chan sau này đã họp bàn rồi cùng nhau xây một ngôi miếu nhỏ ngay tại nơi cô gái trẻ qua đời. Kể từ sau khi ngôi miếu nhỏ được người dân dựng lên, hầu hết người hành hương đã tới núi Chứa Chan viếng miếu bà công chúa thì đều ghé thăm vào nén hương cầu khấn miếu cô Mai. Người dân ở đây cho biết chuyện về ngôi miếu cô Mai, người dân ở đây ai cũng biết. Người này nghe người kia kể thôi, chứ sự thật ra sao thì chẳng ai dám xác nhận cả. Trên thực tế, miếu cô Mai nằm cách chân núi khoảng 100 bậc thang, ngôi miếu cất bằng tôn trên nền xi măng. Trong miếu có tấm linh vị ghi miếu cô Mai sinh năm 1986, quê quán Bến Cát, Bình Dương. Từ trần ngày 18 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Canh Dần, hưởng dương 25 tuổi. Bên cạnh tấm linh vị còn có một hình tượng cô gái mặc áo dài khăn đóng vàng, một bộ trang điểm móng tay, tám tượng ngựa trầu và vài con búp bê và bộ bát hương. Cách bài trí trong miếu lộn xộn, không theo một trường phái tâm linh nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.